Video clip đặc biệt này do hai ca sĩ Đăng Trường và Cẩm Ly thể hiện, được dàn dựng theo phong cách hoàn toàn mới lạ dựa trên công nghệ vi tính tiên tiến nhất, được sử dụng trong các bộ phim của Hollywood và các bộ phim quảng cáo. Phim được quay hoàn toàn tại studio và được thay thế bằng những background được thiết kế trên máy vi tính. Các họa sĩ được sự hướng dẫn và chỉ đạo tận tình bởi Liêm Nguyễn, người đã hợp tác với Trung tâm Kim Lợi trong nhiều năm vừa qua. Các họa sĩ đã thiết kế và dàn dựng từng con thú một trên máy vi tính, sau đó làm cho chúng cử động một cách nhịp nhàng với các ca sĩ. Video clip này đã được thực hiện suốt 2 tháng tại Canada, mong rằng sẽ đem đến cho quý vị những giây phút cùng cảm giác thật mới lạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mưa Rơi Cuối Tuần. Tình chúng ta tràn thương.
ngày qua anh biết nhớ những năm dài thân, sướng mơ trong vòng tay.